Vivu bờ Tây Canada không lo về giá, chỉ với 56.900.000 đồng, bạn đã có thể tham quan các địa điểm nổi tiếng như Vancouver, đảo Victoria, làng du lịch Whistler, bán đảo Grand Villard 7 ngày 6 đêm. Đặc biệt, visa của bạn sẽ sở hữu hiệu lực lên đến tận 10 năm. Ngày 1, ngày 2 bắt đầu chuyến đi, cả đoàn sử dụng dịch vụ và nghỉ ngơi trên máy bay, đến Vancouver làm thủ tục nhập cảnh về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày 3, sau khi dùng điểm tâm sáng, bạn đến với địa điểm đầu tiên trên đảo Victoria là 106.500 hòn đảo lớn nhất của British Columbia. Ghé thăm Birchard Gardens, một trong những khu vườn đẹp nhất và nổi tiếng nhất tại Canada. Sau khi dùng cơm trưa, đoàn chụp ảnh lưu niệm và tham quan tại Beacon Hill và khách sạn Ingress là nơi đón tiếp nhiều vị vua, hoàng hậu, ngôi sao điện ảnh và nhiều người nổi tiếng. Điểm cuối cho ngày 3 là cảng Inner, một trong những bến cảng thơ mộng nhất trên thế giới. Ngày 4, ghé thăm cầu treo Capilano Suspension, nổi tiếng với nhiều cảng nhất, cổ nhất, cao nhất và dài nhất thế giới. Không thể bỏ qua công viên Stanley Park, là công viên có đô thị lớn nhất Bắc Mỹ tại Vancouver. Ngày 5, đoàn khởi hành tham quan làng du lịch Whistler, từng là nơi tổ chức Thế vận hội mùa đông và Thế vận hội cho người khuyết tật năm 2010. Trải nghiệm thú vị khu trượt tuyết Whistler Blackcomb, khu du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất về trượt tuyết và lớn nhất Bắc Mỹ. Ngày 6, xe đón quý khách tham quan và mua sắm tại The Public Market, chợ công cộng đảo Glenfielder, ngôi chợ địa phương gần 4.000 m², chuyên bán các hàng thủ công. Ngày 7, chào tạm biệt Canada, về lại Việt Nam và kết thúc chuyến đi. Hẹn gặp lại quý khách trong hành trình tiếp theo.